Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới anh em Nguyễn Duy Minh, anh em Đỗ Anh Dũng, anh em Đức Nguyễn, anh em Hùng Phan, anh em Trịnh Hoàng Long, anh em Dương Nguyễn, anh em Phạm Đức Thiện và cuối cùng là anh em Nguyễn Việt Hoàng. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn toàn thể các anh em rất là nhiều. Ôi, các anh em thân mến của tôi ơi, chắc là đã từ rất lâu rồi, anh em đã quá là quen thuộc với cái việc là xem những clip từ quá khứ ở trên kênh của tôi. Người về từ quá khứ đấy, thì hôm nay là một trong những clip mà rất là đặc biệt đấy, nó khác với những cái clip hàng ngày. Đó chính là anh em sẽ được trải nghiệm, lần đầu tiên sẽ được xem một cái clip đến từ tương lai anh em nhá. Đây chắc chắn là một cái clip đến tương lai rồi, bởi vì cái con game này nó là cái meta của tương lai. Cách cái thời điểm mà anh em đang xem, thời điểm hiện tại đây, chắc là cũng phải rơi ở đây tầm 1-2 tuần nữa anh em nhá. Đây sẽ là cái bản update tiếp theo ở trong game mà anh em xem clip ngày hôm nay sẽ được trải nghiệm trước 2 tuần. Đấy, thì lý do tại làm sao mà lại có cái video clip này thì đấy là do anh em thôi. Nhu cầu của anh em, nhu cầu của anh em là muốn biết xem là meta mới nó có những cái gì để chuẩn bị. Đấy, chuẩn bị cho những cái giải đấu sắp tới, chuẩn bị cho cái công cuộc leo rank sắp tới. Đấy, tôi cũng xin được chuột bạch để cho các anh em có thể nắm được xem là nó như nào, sự thay đổi của nó có ảnh hưởng gì trong rank tới những cái bộ mà anh em đang chơi không. Đấy, rồi thì chắc chắn rồi, những ai mà biết trước cái meta ấy thì chắc chắn là vào trong rank hay là đấu giải sẽ nhập cuộc nhanh hơn những cái người khác chưa biết trước meta, phải lọ mọ đi tìm. Đấy, thì cái mục đích làm cái video để cho anh em có thể là biết trước được xem là meta là cái gì. Ở đây không nói là tôi nhận định đúng cái meta sau nha anh em nhá, mà tôi chỉ là giới thiệu cho anh em là những cái gì mà nó sẽ có trong meta sau. Sau đó thì anh em tự coi như là nhận ra xem là meta sau là anh em lên chơi cái gì. Đấy, tất nhiên là có những cái mà tôi phát hiện ra tôi cũng chia sẻ nhiệt tình cho anh em thôi nha anh em nhá. Đấy, và có một cái hay là nếu mà cái meta sau ấy mà nó đang là update mà nó lại đang có một cái giải. Đấy, mà cái giải đấy nó lại ở giữa cái meta trước với meta sau, tức là giải thì đang đánh ở meta trước. Đấy, nhưng mà tự nhiên lại có update ở giữa giải, thế là thành coi như là sang cái ngày thi đấu thứ hai thì lại sang cái meta sau, thì có phải là rõ ràng là anh em biết trước anh em có lợi không? Anh em đỡ phải tập nhiều. Đấy, anh em vào anh em nhập cuộc luôn. Vào giải đấu là tự tin chiến thắng nha anh em nhá. Rồi thì bắt đầu thôi. Thực ra thì làm cái video clip này cũng là bản thân tôi luôn nha anh em nhá, bởi vì làm sao, có một cái thắc mắc quá mà tôi thì lại rất là thích chơi cái bộ đấy, đấy chính là cái bộ Shaman anh em ạ. Khá là thắc mắc cái bộ Shaman khi mà đọc cái update ấy thì chả hiểu là nó như nào luôn. Hai Shaman thì dễ hiểu rồi, còn bốn Shaman ấy họ giải thích và 6 Shaman họ giải thích, đọc nó giống hệt nhau luôn. Và tôi nghĩ là cho là đây nó là cái dịch thuật ở trong game này thôi. Con game này từ trước đến nay rất nổi tiếng về cái vụ dịch thuật kém. Đấy, thì tôi nghĩ là do là dịch thuật nên là chúng ta không biết là nó như nào nên chúng ta phải vào chúng ta thử anh em ạ. Thế nhá anh em nhá. Đấy, rất lâu rồi tôi mới sử dụng cái trình duyệt này. Trình duyệt LD Player đúng không? Một trong những cái trình duyệt mà từ những cái ngày đầu tiên khi mà chúng ta chơi Auto Chat Mobile là tôi chơi sử dụng. Chứ còn bây giờ đâu có sử dụng cái trình duyệt này nữa đâu. Bây giờ là đánh luôn ở trong cái phiên bản PC luôn, rất là luột là. Đấy, đây Lava Shaman đây. Phiên bản PC cho cái trải nghiệm rất là mượt mà. Nhưng mà tôi thấy là cái phiên bản này cũng khá là mượt đấy. Có thể là lâu rồi tôi không có chơi cái phiên bản giả lập, thì thấy vào cũng rất là ok, âm thanh đầy đủ mà cũng khá là luột. Còn có thể là bây giờ là chưa có vào combat kiểu đông chat ấy, có thể đến cuối game khi mà chat nhiều thì nó vẫn giật lag, cái này thì cũng chưa biết được. Đấy, trải nghiệm luôn, review luôn phần mềm. Để xem là liệu rằng bây giờ là nếu mà không chơi bản PC thì có thể chơi giả lập được không. Bởi vì tôi thấy có rất nhiều anh em không download được bản PC, không hiểu tại sao. Nếu mà chơi giả lập thì nó có rất nhiều loại giả lập, thì không biết là loại nào ngon đúng không? Thì hôm nay lại coi như là review luôn. Nhưng mà thấy có một chút gọi là tụt FPS đấy anh em ạ. Có một chút tụt đấy.
Có những cái lúc mà nó có thể đạt được 60 đấy, nhưng mà có những cái lúc tôi thấy nó cũng hơi bị tụt tụt một tí. Mà ở đây thì nó không hiện. Ở đây thì nó không hiện ra. Hoặc là có thể nó có hiện nhưng mà tôi không biết bật. Có thể là tôi không biết bật. Rồi ok. Tôi sẽ cố gắng là tôi đánh chuỗi thắng. Đấy, tôi đánh chuỗi thắng thì chắc là cũng dễ thôi. Bởi vì ở đây tôi nghĩ là toàn máy thôi. Chứ làm gì có người mà test với nhau đâu đúng không. Ở đây chắc toàn máy thôi. Đấy. Thì xin chia sẻ với anh em là cái thắc mắc về cái bộ Saman ấy. Thứ nhất là khi mà mình vừa mới đọc qua thì mình thấy là cái bộ này gần như là nếu mà nó yếu đến cái mức độ mà chỉ có hóa hình thôi ấy, thì chắc là chả ai chơi. Bởi vì làm sao? Bởi vì là bây giờ để mà kết hợp 6 Saman thì nó thực sự là quá khó. 6 Saman là phải ra được cái hai con 5 đô là cái con Storm Saman này và con mèo 5 đô. Đấy, sau đó lại còn phải ra một cái con tướng 2 đô ngày trước và bây giờ là lên 4 đô, tức là cái con gấu Saman ấy. Mà cái con đấy không mua được. Trời ơi, thế là đánh cái bộ 6 Saman bây giờ là cực kỳ khó luôn. Khó nhất trong tất cả các thể loại luôn ấy. Nó gọi là cái bộ khó xây dựng nhất bây giờ luôn. Đấy mà đọc qua cái hiệu quả của sức mạnh của hệ tộc ấy thì nó không đáng lắm. Nó không đáng cho một cái việc nó khó chơi đến như thế. Mà cái sức mạnh của hệ tộc nó chỉ đến như vậy. Thì thật sự là chúng ta cảm giác là liệu rằng Dorado có quá tay không khi mà lép cái bộ Saman nó tụt đến thảm hại như vậy. Thảm đến cái mức mà nó còn thảm hơn cả bộ Clay bây giờ. Nghe chừng là không bao giờ chơi được. Đấy, 4 Saman là lại còn phải là kết hợp là Wizard thì mới đủ. Nghe nó cứ bị làm sao ấy anh em ạ. Một cái bộ mà chỉ còn kết hợp với 4 con mà vẫn phải kích hoạt bằng Wizard. Nghe nó thật sự là nó rất là sai. Wizard là chỉ có bây giờ nhá. Nếu mà bộ Saman ấy thì nó chỉ có cái gì? Nó chỉ có là Deflector, đúng không? Deflector này là một con này, con Lava Saman là 2 là mua được. Và con tư tế. Đấy, có 3 con mua được thôi. Còn 2 con kia 5 đô, con mèo 5 đô với cả con Storm Saman thì không mua được. Như cái trận này là còn không có Storm Saman nhá. Anh em thấy không? Tức là không mua được con Storm Saman. Đấy, tức là không bao giờ đủ bộ 6 Saman được. Còn nếu mà muốn đủ bộ Saman phải kích Wizard và phải ra được gấu. Đấy là lý do tại làm sao mà lại phải câu gấu. Khó quá, khó chơi quá. Bây giờ thôi không nói đến cái bộ 6 Saman đã. Tạm thời gác cái bộ 6 Saman sang một bên. Bây giờ 4 Saman đi. 4 Saman thì sao? Thì cũng vẫn phải câu được ra con gấu. Hoặc là phải ra ít nhất một con 5 đô thì chúng ta mới có thể chơi được 4 Saman anh em ạ. Ui mẹ ơi, sao mà nó lại khó chịu đến như thế. Chơi một cái bộ mà kích hoạt có 4 con thôi mà vẫn phải là Wizard. Thật sự là tôi thấy nó sai sai kiểu gì. Nó phải có một cái gì đấy nữa đúng không? Không có tự nhiên mà nó lại phải như thế. Hay là nó bọn Dorado này là muốn chúng ta coi như là đóng hỏng luôn. Đóng hỏng luôn cái bộ Saman. À ui đây này, Thunder 2 sao này. Có phải thế không? Liệu rằng có phải là cái bọn Dorado này là muốn chúng ta đóng hòm luôn cái bộ Saman không anh em? Nghe sai thật đấy. Anh em nhỉ? À đấy mà tôi còn chưa nói với anh em là cái bộ 4 Saman ấy, kể cả là chúng ta có kích hoạt Wizard rồi nhá, thì nó vẫn khó. Bởi vì làm sao? Bởi vì là nó không ở trong cái kho tướng có sẵn, mà chúng ta lại còn phải pick ở trong cái kho tướng mở rộng vào 2 con. Ôi mẹ ơi. Tức là nó đã có một cái số lượng tướng 1 tiền và số lượng tướng 4 tiền nó đã nhiều hơn bình thường rồi. Chúng ta run nó khó hơn rồi. Đúng không anh em? Rõ ràng là khó hơn rất là nhiều. Thay vì là việc là 4 cái con Saman nó có sẵn. Đấy, ở trong cái kho tướng. Chúng ta chỉ việc roll thôi mà chúng ta không phải pick thêm vào. Rõ ràng tại sao nó lại có cái điều đấy? Tại sao? Cái câu trả lời nó sẽ có ở trong cái video ngày hôm nay nha anh em nhá. Đấy, và cái video này thì thực sự là đây là cái video mà tôi cũng mới chơi thôi, tôi cũng không biết. Tôi vào tìm hiểu cùng với anh em thôi. Úi dồi ôi, ra con gấu này nhưng mà không phải gấu Saman anh em ạ. Tôi cần cái con gấu Saman cơ. Phải ra là con gấu Saman thì chúng ta mới kích hoạt được anh em ạ. Trước thì là 4 Saman, còn sau thì nó là 6 Saman. Khi mà ra mèo 5 đô, tức là bắt buộc là phải câu ra con gấu. À đấy mà nói đến cái bọn gấu thì tôi cũng muốn test luôn cho anh em cái tỷ lệ ra gấu. Bây giờ nhá là chúng ta không có cái 4 gấu nữa anh em ạ. Bây giờ là chúng ta chỉ có là một gấu, hai là hai gấu thôi.
Đấy, tỷ lệ ra gấu thì cũng rất thấp nha anh em nhá. Bây giờ mắc là hai gấu để ở trên bàn cờ thôi, câu ra con gấu thì là cho vào. Thế thôi, chứ còn không cho bốn gấu được vào nữa. Ngày trước là bốn gấu tỷ lệ là 30% đúng không? Nhưng mà bây giờ tỷ lệ có 12% thôi anh em ạ. Khó lắm anh em ơi. Trông cái tỷ lệ nó ít như thế. Đấy, nhưng mà cái bọn gấu ấy thì nó lại có một cái đặc biệt. Đấy là nó có thể câu được ra cái con tướng mà cùng với hệ tộc ở trên bàn. Đấy, và có khả năng là câu ra cái 5 đô sớm. Đấy, nó lại bù lại nó được cái đấy. Nhưng mà cũng chả biết được thế nào anh em ạ. Cứ phải coi như là chơi thì mới biết được. Có khi là như là câu 30 round không ra được con gấu nào. Bây giờ tỷ lệ ra gấu có 6%. À, sau đây anh em, tỷ lệ ra gấu là 12%. Nhưng mà tỷ lệ ra tướng khác thì có 6% thôi. Ít lắm anh em. Không nhiều đâu. Nên là cũng phải thử để xem là liệu rằng là cái tỷ lệ đấy có ra được không. Chứ anh em cứ nghĩ là gì. Khi mà đọc thì nghĩ là à, tôi coi như là bỏ cái con gấu vào từ round 1 hay là round 2 gì đấy đúng không? Round 2. Round 2 mua được con gấu, bỏ vào là round 3 tôi ra con bom hay ra con rớt. Thế là tôi coi như là kết thúc trận đấu sớm. Không có đâu anh em. Cái đấy nó còn phải xem là liệu rằng là nhân phẩm của anh em có không. Nhân phẩm có khi là nó bằng với cả Vietlott thì nó mới ra thì thôi, chịu. Bây giờ là phải test xem là tỷ lệ nó ra tầm nào. Đấy, anh em thấy là tỷ lệ ra gấu của tôi thì đến tận round thứ 12 mới ra là con gấu mết. Đấy, round 12 nha anh em nhá. Tức là chúng ta đã câu để gấu vào 11 round mới ra được đấy. Bây giờ là có ra là cái con gấu thứ hai hay là thêm một cái con tướng khác hệ không? Nhưng mà tôi thấy nhá, cái tỷ lệ ra 6% thì thực sự là khó mà có thể ra được cái con 5 đô lắm anh em ạ. Bởi vì là ở trong một cái tộc hệ, cùng tộc hệ đấy nó có bao nhiêu con. Nó đâu phải chỉ có mỗi cái con tướng 5 đô đâu đúng không? Bây giờ bảo là 6% chỉ câu ra 5 đô đi thì cái câu chuyện nó khác, nhưng mà không. 6% ở đây là câu ra tất cả những con thuộc tộc hệ đấy mà có ở trên bàn cờ. Đấy, ví dụ như tôi là bây giờ là để ở trên bàn cờ là có mết, có human thì là nó sẽ câu ra những cái con mết và con human, tất cả những con thuộc tộc hệ đấy. Đấy, cả gấu nữa. Tính cả gấu nữa. Thì rõ ràng là những cái con đấy thì bao nhiêu con đúng không? Làm sao mà ra được cái con 5 đô? 5 đô là con rớt đúng không? Trời ơi, con rớt cái bọn mết này có bao nhiêu con anh em biết không? Cái bọn mết này nhá, nó là có 9 con anh em ạ. Human là nó có 7 con. Thế thì bao nhiêu con để mà ra là cái con 5 đô đây? Mẹ ơi, trông là đã thấy là low hope rồi. Tỷ lệ 6% tôi nghĩ là không bao giờ ra được. Trừ khi là anh em cái kiểu như là anh em có cái tỷ lệ giống như là anh em ra cái kiếm ấy. Anh em ra cái kiếm thần ấy thì cái tỷ lệ của ra cái con tướng 5 đô và kẹp gấu này này, cái tỷ lệ nó còn thấp hơn cái tỷ lệ ra cái kiếm thần. Đúng không anh em? Anh em có tin ở cái đấy không? Có khi anh em ra cái kiếm thần ấy nó còn dễ hơn. À, tôi nghĩ là như thế. Phải tăng cái tỷ lệ lên chứ 6% quá ít luôn. Quá ít. Thực sự 6%, 6% tức là 10 round thì mới coi như là tính là được 60%. Đấy. 60% ra tướng. Trời ơi, quá lâu. Khó lắm anh em ạ. Bây giờ không được kích hoạt 4 gấu nữa nên tỷ lệ nó cứ thấp tè. Câu gấu thì tôi nghĩ là cái video trước, mấy cái video trước tôi có nói đến cái việc là có bao giờ mà người ta vào người ta tranh nhau, người ta câu gấu xong người ta eco không. Thì bây giờ là chúng ta phải xem cái tỷ lệ câu gấu ấy, nó có được nhiều không, nó ra được nhanh không. Đấy, thì là biết ngay là xem là meta sau là người ta có chơi tranh nhau câu gấu không nhá anh em nhá. Đấy, như này là biết được ngay đúng không? Mình cứ test đi. Mình cứ test đi xong rồi là vào meta sau là anh em vào anh em biết ngay. Đấy, nhất là các anh em mà đang chơi giải, các cái giải ấy, là các anh em sẽ thấy là cái tỷ lệ ra gấu nó như nào để các anh em điều chỉnh nó phù hợp xem là có lên câu gấu không. Chứ còn câu gấu chắc chắn là phải chơi eco rồi. Chứ mà tự nhiên mà mất một cái slot cho cái con gấu mà chả được cái lợi ích gì. Chả có Celeji cũng chả có cái gì luôn ấy, con gấu rất yếu, trừ khi lên được gấu 2 sao làm tăng cơ thôi. Chứ con gấu mà câu gấu 1 sao thì nói chung là xác định luôn là đánh chữ thua. Thế thì nó nhanh anh em nhá. Đánh giải đánh chữ thua thì nó cũng nói chung là cũng khó là giải lắm. Đánh giải thường là đánh chuỗi thắng, bởi vì đánh chữ thua chắc chắn nó bị phá. Đánh chuỗi thắng thì may ra mới có giải. Có tiền rồi thì có máu late game để chuyển bài. Chứ còn đánh chuỗi thua thì bị phá thì tiền nó cũng chả có đâu. Đấy, đánh giải nó khó ở chỗ đấy chứ nó không phải đánh rank. Đánh rank thì nó lại đơn giản. Đánh giải nó khốc liệt lắm. Trận này nếu mà giả sử mà không câu được ra cái con gấu ấy thì tôi có thể là tôi sẽ chơi là
kết hợp với cả 6 Saman hàng fake nha anh em nhá, để chúng ta biết được cái sức mạnh của bộ 6 Saman. Chơi fake cũng được, chủ yếu là biết được cái sức mạnh của 6 Saman với cả 4 Saman nó khác nhau chỗ nào thôi anh em ạ. Đấy. Và cái bộ Saman này thì nó có một cái là như này, là bây giờ là những cái con Saman ấy nó tung trưởng xong thì nó mới hóa cơ, chứ nó không hóa từ đầu game. Điều đấy có nghĩa là gì? Điều đấy có nghĩa là cái con Zerso nó cũng sẽ phải cần cái gương. Bởi vì làm sao? Nếu mà không có gương ấy thì tung trưởng nó sẽ rất chậm. Những cái con Saman mà nó đợi nó tung trưởng thì nếu mà không có Zerso này hoặc là không có gương ấy thì tốc độ tăng mana của nó đến bao giờ nó mới hóa được, đúng không? Nên là cái trấn phái của bộ này nó vẫn là sẽ là cái gương nha anh em nhá. Đấy, tôi khẳng định với anh em luôn là một cái gương là một cái món đồ mà chắc chắn là phải có ở trong cái meta mới. Bởi vì là bây giờ nếu mà không có gương là không hóa được đâu. Không có gương hoặc không có Zerso là gần như là mấy cái con Saman ấy là nó phải 5 đến 6 giây. Đấy, thậm chí là 10 giây nó mới hóa được thì thôi xong rồi. Xong luôn rồi. Vào gặp 5 dòng 9 mét thì chắc chắn là đi nha anh em nhá. Đấy. 5 dòng 9 mét thì chắc chắn là đi rồi. À mà không cần 5 dòng 9 mét đâu. Gặp tất cả thể loại 5 dòng là đi chắc luôn. Chưa kịp hóa đã đi. Đấy, còn gặp 9 mét thì chắc là cũng đi. Mấy cái bộ mà dồn đam nhanh mà bắn mạnh ấy thì là đi nha anh em nhá. Đi chắc luôn đấy. Tôi khẳng định với em đi chắc luôn. Một cái nữa là gì? Bây giờ chơi mà nếu mà không câu được ra gấu, trong cái trường hợp mà không câu được ra con gấu Saman đấy nhá, là anh em phải chơi Wizard đúng không? Wizard thì kẹp với cả 3 con Saman vào, kẹp với Wizard là 5 con rồi. 5 con mà bây giờ mà chơi mết kết hợp với Saman ấy là 5 con cộng với cả 3 con là 8. Chưa có cọc. Nghe đã thấy là sai rồi đúng không? Tức là yếu ấy. Rất yếu. Bình thường đánh ở level 8 là kẹp cọc, kẹp 4 Saman, kẹp 3 mét. Nó là chuẩn ở level 8 là rất mạnh, giữ được máu rồi. Nhưng mà bây giờ nếu mà không ra được con gấu Saman thì cái bộ Saman là nó phải lên 9. Anh em ạ, bắt buộc nó phải lên 9 nó mới kẹp được cái cọc vào và nó đủ bộ 3 mét kẹp với cả 4 Saman, 2 Wizard nữa. Thấy nó cứ sai sai kiểu gì ấy. Tôi vẫn chưa thấy nó đúng lắm. Thấy bộ này nó rất sai luôn. Đánh cực kỳ khó luôn. Vừa khó chơi lại vừa yếu. Lại vừa khó xếp đội hình. Chả hiểu kiểu gì. Rồi tranh thủ đánh với máy thì tôi cũng test luôn nhá. Tôi up bây giờ tôi có được human thì tôi sẽ cố gắng tôi up 11-12 luôn. Farm được anh em ạ. Đây là trong trường hợp chơi với cả máy thôi đấy nhá. Còn chơi với người ấy, thì tôi nghĩ là cái tầm này chắc là cũng chuẩn bị là mất chuỗi ở nơi rồi. Đấy. Và nếu mà chưa form được 4 Saman thôi thì là sau round 20 thì chắc chắn là sẽ bị đẩy rất là nhiều màu nếu mà chúng ta chưa lên được 9. Đó. Thế nên là phải xem là nó chơi như nào cho nó hợp lý. Chứ còn tôi thấy là nó vẫn low hope lắm. Cái bộ Saman ấy. Cái bộ Saman là một, là thứ hai là cái bộ đỏ. Khi mà cái con Storm Saman nó không còn ở trong cái bộ đỏ nữa thì bây giờ chơi 6 đỏ chơi cái kiểu gì? Chơi 6 đỏ. Chơi 6 đỏ chơi cái kiểu gì đây? Chơi 6 đỏ chơi cái kiểu gì thì chưa biết anh em nhá. Test đã. Tất cả chúng ta phải test mới biết được. Test trước đã. Đây là còn đang tính chơi với máy xem nó khó như nào nhá anh em nhá. Đấy, chơi với máy là rất là dễ chơi rồi. Nhưng mà vẫn chưa thấy ra cái con tư tế đâu. Chưa hề ra con tư tế đâu. Đấy. Tức là nếu mà bây giờ chúng ta ra tư tế, chúng ta kẹp vào là 4 Wizard là kích hệ Saman được. Nhưng mà vẫn chưa thấy ra. Đấy, câu gấu thì anh em cũng thấy là bây giờ là 18 round rồi. Vẫn chưa thấy ra một cái con khác tộc hệ nhá. Không ra một cái con khác tộc hệ nào cả. Tỷ lệ là 6% là rất thấp. Chưa thấy ra con nào cả. 18 round thì 17 round câu gấu rồi. Ok. Đó. Tỷ lệ rất thấp nhá. Hoặc có thể là trận này tôi quá đen, đúng không? Thì tôi sẽ test tiếp. Anh em yên tâm. Tôi sẽ cố gắng tôi test cho anh em để anh em thấy là có lên hay không lên chơi cái bộ này. Khó nhỉ. Chưa thấy ra con gấu nào. Nhưng mà tất nhiên là trận này tôi còn có con tư tế và con mèo 5 đô nữa. Có thể ra mèo 5 đô được.
Nếu mà chúng ta up cấp lên sớm, up lên cấp 10 sớm, kiếm con mèo 5 đô vào để test cái bộ Saman cái đã. Cái vụ mà tung trưởng là chắc chắn rồi. Cái vụ tung trưởng xong mới hóa ấy, là chắc chắn là cái điều đấy rồi. Còn cái sự khác biệt giữa 4 Saman và 6 Saman đấy thì chưa biết. Có rất nhiều anh em thắc mắc với tôi luôn ấy, về cái vụ là nếu mà 4 Saman bây giờ có thể là nó khó như thế thì nó cũng có cái khả năng biến hình được thì sao. Tức là nó có thể trong vòng 20 giây đấy nó có thể biến hình liên tục được. Nếu mà đầy mana thì làm sao. Đấy, tức là nó giống với cả 6 Saman ngày trước ấy. Đấy thì tôi cũng chưa biết, thì cũng phải test thôi. Chứ còn bây giờ để mà đọc cái bản dịch thuật của bọn Dodo này thì thực sự là đọc tiếng Việt nó không khác gì tiếng Anh. Thậm chí nó còn khó hiểu hơn. Đọc chả hiểu cái gì luôn. Thế thôi anh em ạ, đọc làm cái gì, trải nghiệm luôn thực tế luôn cho xong. Đây, trải nghiệm luôn thực tế luôn. Vẫn chưa thấy ra con gấu ở nhá anh em nhá. Tỷ lệ rất thấp luôn đấy. Chưa thấy ra gấu luôn, 19 round rồi. Bình thường thì cái tầm này chắc cũng phải câu ra được khoảng đôi ba con, chứ không thể là chỉ có câu được một con được. Nó 20 rồi vẫn chưa thấy ra con nào luôn. Ra được một con, ra được một con gấu mết. Và bây giờ ấy, bây giờ bảo con gấu nó cũng có tới 5 con gấu đúng không? Bây giờ ra một cái con gấu nữa thì nó cũng chả để giải quyết được cái gì nữa, mới bán đấy thôi. Bây giờ ra con gấu thì tỷ lệ bao nhiêu cái phần trăm là ra được con gấu mết nữa để mà chúng ta được trứng được đâu, đúng không? Tỷ lệ 12%, 12% mỗi rào là quá ít. Thật sự là quá ít. Chắc là nó ra cái phiên bản test này này để cho những cái người như tôi ấy ra những cái nhận xét để gửi phản hồi lại, để bọn nó điều chỉnh lại, đúng không? Chắc là như thế. Đấy, tôi thì là cái kênh thông tin là cực kỳ uy tín rồi. Rất nhiều người xem. Bây giờ nhá, cái video này ấy, nó chỉ cần khoảng 7.000 người xem thôi, 7k người xem thôi. Đấy, và anh em ở dưới anh em comment, anh em kêu cái bộ gấu tỷ lệ ra thấp quá này, hay anh em kêu cái gì đấy, đấy, rất nhiều anh em đồng tình với nhau ấy. Ở trong cùng một cái sự việc hay là một cái hiện tượng nào đấy mà rất nhiều anh em đồng tình thì là cũng sẽ có người đọc đấy. Tôi nghĩ là như thế. Đấy mà người ta không đọc thì tôi gửi người ta đọc nha anh em nhá. Tôi sẽ gửi cái đường link video này đến Dodo. Bởi vì là thế này, đây là cái bản thử nghiệm và họ sẽ thu thập ý kiến của người chơi thử nghiệm. Tôi đây, tôi là cái người chơi thử nghiệm đấy, trải nghiệm thử nghiệm luôn. Đấy, tôi sẽ đưa ra cái nhận định của tôi trong cái meta này. Để cho là làm sao, để cho là nó lắng nghe những cái người chơi đấy, những cái người mà chứng kiến, người ta phản hồi thì người ta sẽ tiếp thu và người ta sẽ điều chỉnh lại ở trong cái bản chính thức. Đấy, đấy là cái điều đương nhiên nha anh em nhá. Nên là anh em đừng ngần ngại gì mà anh em hãy để lại comment, nêu ra những cái ý kiến của anh em ở ngay dưới cái phần comment này. Đấy, tất cả mọi ý kiến của anh em sẽ là cái đóng góp đấy, để cho Dodo họ sẽ sửa trong cái phiên bản chính thức. Đấy, tôi cam kết với anh em là cái điều đấy nhá. Tôi cam kết với anh em là cái video này khi mà nó được tôi làm ra ấy, là chắc chắn là tôi sẽ sử dụng để tôi gửi lại cho cái bọn Dodo sau khi mà tôi test xong cái meta ở trong cái server test nha anh em nhá. Anh em cứ yên tâm. Đấy, đấy là cái điều đảm bảo của tôi. Đấy, chắc chắn là tôi sẽ gửi. Ok. Rồi, bây giờ anh em cứ xem đi, anh em cứ xem cái quy trình đi. Cái quy trình đi, anh em xem anh em thấy là bây giờ thì cái tỷ lệ ra Saman như này khó quá thì cái bộ Saman nó phải mạnh hơn một chút. Ok. Đấy, hay là cái tỷ lệ ra gấu nó khó như này thì mấy cái con gấu nó phải bá hơn một chút. Chứ còn đừng có tăng tiền lên làm gì cả. Tăng tiền là phải tăng sức mạnh. Chứ còn đừng có tăng lên từ 2 tiền lên 4 tiền. Đây này, anh em thấy bây giờ lại câu ra con gấu nữa. Nhưng mà nó không phải là cái con gấu mà tôi cần. Con gấu tôi cần là con gấu Saman cơ. Đấy, nó khó đến cái mức là cái con gấu Saman là cái con gấu ta cần, hay là cái con gấu Met, hay là cái con gấu Metalit đi. Thì bây giờ làm sao nó có thể ra được khi mà tỷ lệ bây giờ chỉ câu ra 2 gấu. Có thể là chúng ta có những cái lời nhận xét như thế và điều chỉnh lại ở trong cái bản chính thức vẫn có 4 gấu để cho chúng ta câu, đúng không? Vẫn có 4 gấu. Chứ còn 2 gấu thì tỷ lệ thấp quá. Cảm giác không ăn thua rồi. Đấy là tôi nhá, tôi nhá, anh em đừng có để ảnh hưởng bởi cái nhận xét của tôi. Đấy, tôi nhận xét ý kiến cá nhân nha anh em nhá. Anh em đừng có đánh đồng ý kiến cá nhân của tôi và ý kiến của anh em. Anh em tách biệt ra nhá, anh em thấy thế nào anh em cứ nói lưu rõ ở dưới comment. Đấy, còn đây ý kiến cá nhân của tôi. Mẹ nó tỷ lệ như này thì không ra nổi luôn ấy. Không ra nổi luôn. Đây là chơi với máy đấy. Chứ còn chơi với người vớ vẩn là cứ câu gấu là top 8.
Có khi nào như thế không? Nhưng mà không sao, chúng ta test trước rồi. Sau này chúng ta vào rank, chúng ta update xong đỡ bỡ ngỡ anh em ạ. À úi giời, đây là ra con gấu mết này. Ơ thế sao? Cái này cũng là do anh em tự nhận xét thôi nhá. Đây, ra gấu mết rồi. Thế là đỏ hay là không đỏ? Đấy là do anh em nhá, anh em nhá. Và tôi thì tôi thấy vẫn thấp anh em ạ, vẫn thấp lắm. Ôi giời. Đây là trường hợp là tôi có cái quả trứng sẵn rồi đấy, thì tôi đập cho con gấu và nó lên được 2 sao. Chứ còn nếu mà bình thường ấy thì vẫn là 2 con gấu 1 sao thôi. Thì là vẫn sẽ phải bán đi thôi anh em ạ, chứ còn chơi cái gì. Thế này anh em thấy không? Sức mạnh của nó vẫn y nguyên, chả khác tí nào luôn. Level 3 sao thì vẫn là 125 máu. Quá thấp. Không ăn thua anh em ạ. Tỷ lệ ra khó hơn nhưng mà sức mạnh thì vẫn thế. Thôi chết rồi. Bây giờ mà tôi vẫn chưa ra được cái con tư tế này anh em này. Anh em thấy chưa? Rõ ràng là tôi pick rồi, tôi pick từ rất lâu rồi, tôi lấy từ trong cái cửa hàng mở rộng, tôi để vào từ rất lâu rồi nhá. Mà đến bây giờ nó vẫn chưa ra anh em ạ. Trời ơi, round 23 rồi. Thế là không những là chúng ta phải pick ở trong cái cửa hàng mở rộng mà cái tỷ lệ ra nó còn khó hơn nữa. À đây rồi, hay quá. Nhưng mà tôi vẫn muốn lên 12 anh em ạ. Mà bây giờ tôi cũng không muốn kết thúc cái trận đấu này sớm nên là tôi chưa cho con mèo vào đâu. Con mèo này vào thì tôi sợ là đẩy của nó hơi nhiều máu. Tôi muốn bọn nó phải sống lâu lâu một tí để tôi còn có cái cơ hội để tôi test chứ. Không là làm video clip mất công à. Sao lại có ối ông lại bảo tôi lừa anh em vào xem chả được cái gì, thế thì chết. Đúng không anh em? Đấy, thế này là từ từ đã, bình tĩnh. Chưa cho mèo vào vội. Lên 12 phát là tôi đẩy mèo vào nhá anh em nhá. Tôi đẩy Saman vào. Chứ bây giờ tôi sợ lại đi lắm anh em ạ. Cho Saman vào khi đi luôn. À đây này. Đủ bộ rồi này. Mà nào sau vẫn chưa lên được à? Ba cuốn sách nữa thì vẫn chưa lên được. Wizard đây rồi. Đủ bộ Wizard rồi này. Tôi chơi được 6 Saman luôn đấy. Chúng ta có thể chơi 6 Saman hàng fake được. 6 Saman hàng fake thì chúng ta chỉ cần 2 Saman là chúng ta đủ bộ rồi. Đấy, ui, ui. Hay quá nhờ. Ui. Này hết slot rồi. Này từ từ đã anh em. Bán bớt đi đã này. À, chắc lóc lại thôi. Sau cái rau quái này một rau thì chúng ta mới lên được 12 anh em ạ. Thôi lốt một rau. Rau sau là lên được 12. Đấy. Chơi về máy mà cũng phải đến rau thứ 26 mới lên được 12 đấy. Rau 27 mới lên được 12. Đâu có đơn giản đâu. Đến cái thời điểm này tôi cảm nhận được cái độ lag của cái phần mềm đấy anh em ạ. Cái phần mềm LD Player này vẫn là đến late game là rất lag luôn. Mặc dù là chưa vào combat đâu. Nhưng mà cảm giác điều khiển nó không được luột là cho lắm. Hệ xanh này. Ok. Lấy hệ xanh nhỉ. Thử xem nào. Chưa biết là nó chơi như nào thì thôi cứ đổi tạm một cái đồ bắn trưởng đã. Biết đâu là đây đổi sang nghệ xanh nó lại là sai lầm đúng không? Chả biết ở đâu. Tôi như anh em thôi, tôi cũng là cái người mà cũng lần đầu tiên coi như là chơi cái phiên bản mới này. Nên là cũng chưa biết cách chơi của những cái bộ mới. Bộ Saman là một cái bộ mà từ lâu rồi nhưng mà bây giờ nó đổi rồi. Nên là có thể nó sẽ chơi kiểu khác, chưa biết được nha anh em nhé. Từ từ chúng ta sẽ khám phá ra. Và thậm chí là có thể là chúng ta sẽ khám phá trước khi cái bản phiên bản chính thức có ra cơ. À, tôi với anh em có thể khám phá là cách chơi mới được. Nhờ cái phiên bản bản server test này chúng ta có thể biết được.
Ok, rồi, vậy là chúng ta sẽ lên được level 12. Đủ Saman rồi nhá. Ok, chúng ta không ra con gấu là nếu mà muốn chơi 6 Saman thì chỉ có chơi fake thôi anh em ạ. Không chơi hàng view nhá. Chơi fake ở fake 4 con luôn á. Và cũng sẽ không kẹp được mết đâu. Thậm chí là còn không chơi được con mèo 5 đô cơ. Bởi vì là mèo nó lại dính cái bộ Sivet. Dính bộ Sivet không chơi được. Điêu thật đấy. Thế này lại phải bỏ hai con mèo ra. Thế nào hóa ra là lên 12 nhưng mà lại chỉ chơi có 9 con. Trời ơi, lên 12 nhưng mà chỉ chơi được có 10 con. Thế lên 12 làm cái gì? What the hell? Tôi đang làm cái quái gì nhỉ? Bất công lên 12 xong cuối cùng là bỏ hết ở ngoài. Rồi. 6 Saman. Không biến hình liên tục được anh em ạ. 6 Saman không biến hình được liên tục khi mà Saman tung trưởng anh em nhá. Đấy là cái đầu tiên mà chúng ta có thể nhận thấy. Bây giờ cơ chế của 6 Saman. Ồ, vậy là yếu đi rất là nhiều. What the hell? Nó phải có cái gì khác chứ. Bây giờ 6 Saman bây giờ còn không biến hình được liên tục thì chết à? Sao điêu nhỉ? Hay là như này, bây giờ cho Saman cầm đồ nhá, để xem nó có gì khác biệt không. Cho Saman này cầm đồ đi. 6 Saman không biến nhá anh em nhá. Nó chỉ biến được lần duy nhất thôi. Và đúng là khi mà đầy mana là mới biến hình được anh em ạ. Đầy mana biến hình được và chỉ biến được một lần thôi nhá, chứ nó không biến như kiểu 6 Saman ngày trước là cứ đầy mana tung trưởng xong là biến tiếp, cứ biến liên tục đến khi nào mà full 5 đô 2 sao, 5 đô 3 sao ấy thì nó mới dừng lại. Nhưng mà bây giờ không thế, bây giờ nó chỉ biến được đúng một lần thôi anh em ạ. Biến được một lần duy nhất. Đấy, đầy mana biến được một lần duy nhất. Tung trưởng thì cũng không biến được thêm nha anh em nhá. Biến được lần duy nhất thôi. Rồi, vậy là làm sao? Đây rồi anh em ơi, tôi hiểu rồi. Saman mới là nó cầm đồ là nó có đồ, nó sử dụng được đồ anh em ạ. Ui dồi ôi, vậy là Saman nó cầm được đồ. Và những cái đồ này là nó cũng biến luôn anh em ạ. Nó biến luôn. Tôi vừa lấy là tôi thấy là cái trượng xanh của tôi biến mất vậy luôn. Nó biến ra cái đồ khác anh em ạ. Tức là nó biến đồ và nó cũng biến cái đồ hình như là nó biến được cấp sao đồ luôn ấy. Tức là nó cũng cộng đồ, nó cũng cộng tiền đồ vào luôn. Tiền đồ. Nghe là cũng thú vị đấy. Ví dụ như là gì? Là bây giờ là chúng ta có là cái đồ đồ xanh lá cây đi. Là chúng ta được cộng thêm là 2 tiền nữa, 2 cấp nữa, tức là nó sang là đồ tím đấy. Nếu mà chúng ta cầm đồ xanh lá cây nó sẽ biến thành đồ tím. Đúng không? Thử nhá. Hai đồ xanh lá cây này. Rồi để xem nào. Có phải hai đồ tím không? Đúng thật luôn anh em ạ. À. Ui rồi. Thế thì căng đấy. Ui anh em ơi. Thế thì chắc là chúng ta phải đợi cái clip sau rồi anh em ơi. Tôi biết chơi cái bộ này rồi. Quá tuyệt vời anh em ơi. Vậy là hóa ra cái bộ Saban sức mạnh của nó là ở cái đồ anh em ạ. Sức mạnh khác biệt nó ở cái đồ, chứ không phải là ở cái biến hình liên tục. Ok anh em nhá. Hẹn anh em clip tiếp theo tôi sẽ làm lại bộ Saban này. Chúng ta sẽ chơi cái bộ Saman một cách chuẩn chỉ hơn. Biết chơi Saman rồi. Vậy là nó không phải là cái bộ Saman truyền thống đâu anh em. Không phải là cái bộ Saman mà kết hợp từ 6 con Saman hàng lưu đâu, mà nó là chơi hàng fake đấy anh em ạ. Rồi anh em nhá, anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và đừng quên hãy để lại dưới phần comment cái nhận xét của anh em về cái meta mới này anh em nhá. Tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.